Chào mừng mọi người đã đến với hihishop.com. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một số mẫu dây chuyền mạ màu vàng rất đẹp. Đây là sản phẩm mới về bên shop mình. Đây, đầu tiên là mẫu dây được làm từ các mắt xích nối với nhau. Các mắt xích được làm xoắn, tạo thành một chuỗi theo dạng sợi tròn như thế này. Mẫu này cứng cáp, trông rất mạnh mẽ. Mẫu này có vị trí khóa dạng ống như thế này. Ở đây có một cái chốt bấm. Muốn mở ra thì bấm vào cái chốt. Tháo mở rất là dễ dàng và tiện lợi. Nếu muốn gài lại thì cho vào lỗ, ấn nhẹ là xong. Mẫu này có đường kính dây là 5mm. Chiều dài tối đa là 60cm. Bên shop có thể cắt ngắn để giảm kích thước chiều dài nếu khách hàng yêu cầu. Tiếp theo là mẫu dây hình các đốt nối lại với nhau. Mẫu này cũng tương đối phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, phần vị trí khóa bên shop mình đã chuyển thành ống tròn, giống như mẫu khóa lúc nãy. Phần đốt có bề rộng là 4mm. Chiều dài dây tối đa là 60cm. Có thể cắt ngắn để chỉnh size. Tiếp theo là mẫu dây với bảng to hơn và được làm dẹp. Mẫu này có bảng rộng đến 6mm. Chiều dài tối đa chỉ có 50cm. Mẫu này kích thước cố định, không tùy chỉnh được kích thước nha mọi người. Đây là phần khóa gai và cũng chính là phần mặt dây chuyền này. Ở hai bên đầu của mỗi đoạn dây có đính các viên đá nhỏ màu trắng để tạo thêm điểm nhấn, làm cho mặt dây chuyền được nổi bật hơn. Để mở ra, ta sẽ kéo cái chốt này và tháo nó ra dễ dàng. Tất cả các sản phẩm đều được làm bằng chất liệu thép không rỉ, sau đó được mạ màu vàng gold nên cho độ bền rất là cao, đặc biệt là không gây dị ứng da. Tiếp theo là mẫu dây thiết kế bởi các mắt xích hình chữ nhật, tạo thành một chuỗi rất là đẹp. Dây có đường kính 0,4cm, chiều dài tối đa là 60cm, có thể cắt ngắn size theo yêu cầu. Phần khóa cũng được làm giống với hai mẫu lúc nãy, do đó tháo mở rất là tiện lợi. Các sản phẩm đều được hoàn thiện rất tốt, màu sắc sáng bóng, độ bền màu rất cao. Lưu ý là các mẫu này đều được làm từ thép không rỉ, độ bền màu cao hơn chất liệu làm bằng đồng đang bán ngoài thị trường nha mọi người. Để xem chi tiết giá bán từng mẫu, các bạn vui lòng xem tại link mình để ở phần mô tả phía bên dưới. Rất cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những sản phẩm tiếp theo.